về già, sống chung với con hay ở một mình là tốt nhất? Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, hiện nay vẫn còn nhiều người cho rằng sống cùng con cái là lựa chọn tốt nhất. Đây là cách thể hiện lòng báo hiếu và gắn kết gia đình với nhau. Thế nhưng, vẫn có nhiều câu chuyện đau lòng vì sống cùng con cái mà cuối cùng cha mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, hay là sống cùng con cái nhưng lại xảy ra mâu thuẫn gia đình. Cháu không nghe lời ông bà, mẹ chồng bất hòa với con dâu. Những câu chuyện đó đã khiến nhiều người tự đặt ra câu hỏi, liệu con cái có thực sự đảm bảo một chỗ dựa an toàn cho chúng ta khi bước vào tuổi già hay không? Và liệu việc sống cùng con cái có thực sự mang lại hạnh phúc khi bước vào giai đoạn cuối đời hay không? Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm những câu chuyện sau đây quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, sống chung với con cháu, người già sợ nhất điều gì? Ở cùng với con cái tốt thôi, có gì nó lo cho? Bà Nguyễn Thanh Tâm luôn nghĩ như vậy, nên khi con trai mời mẹ lên Hà Nội ở cùng con cháu, bà vui vẻ nhận lời. Sau 2 năm dịch bệnh, các cháu đã đến trường trở lại, giúp việc cũng không phải thuê nữa. Con trai và con dâu hứa rằng, mỗi năm mẹ ở vài tháng với chúng con, rồi lại về quê với họ hàng, làng xóm, cho thay đổi không khí. Con cái nó hiếu thảo là điều hạnh phúc, không có hiếu thì ít thôi, số đấy không phải nhiều. Bà Tâm nói, được sống cùng con cháu, bà Tâm vui lên rất nhiều. Cả nhà 4 người, con trai, con dâu và 2 cháu nội, cứ 7 giờ sáng là ra khỏi nhà. Bà Tâm một mình với căn nhà chung cư tầng 8 rộng 75m2. Ưu điểm là ít gặp nhau nên cũng chẳng có va chạm gì. Chỉ khác là ở nhà của con, nhưng chính bà phải giữ kẽ với con. Giữ kẽ là khi mình muốn tham gia ý kiến gì đó, nhưng sợ con nó lại không ưng. Mình già sống khác với bọn trẻ. Ví dụ, mình muốn ăn uống ở nhà cho đỡ tốn kém, nhưng bọn trẻ nó lại thích ăn nhà hàng cơ. Những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bà Tâm gói ghém lại, lâu dần thành những tâm tư khó chia sẻ với chính người trong nhà. Bà Tâm từng thấy mình lạc lõng ở bàn ăn của những nhà hàng ăn nhanh trên con phố sầm uất ở Hà Nội. Bọn trẻ vui đùa như được tham dự lễ hội. Con trai và con dâu thì phải theo sát đám nhỏ. Bà tập ăn gà rán, uống một ngụm nước có ga theo gợi ý của con trai. Bà muốn tự nấu ăn, cơm rau và muối vừng thôi cũng được. Cô đơn là kẻ thù của người già. Ông Phùng Minh Hải ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng chọn sống với con cái từ khi về hưu. Người giàu còn có tiền thuê giúp việc chứ mình thì thuê sao được. Ông Hải chia sẻ, ở tuổi 75, ông Hải không còn tham gia công tác ở phường nữa. Các cháu cũng đã lớn và không còn chờ ông nắm tay đưa đi chơi công viên. Từ khi bà mất, sự cô lẻ lại nhân lên gấp bội. Các con bận rộn với công việc, ít có thời gian trò chuyện, kết nối với bố mẹ. Con cháu cũng nhiều loại, xã hội phức tạp. Nhiều đứa sống đối xử với bố mẹ không ra gì. Xã hội mỗi người một hoàn cảnh. Ông Hải nói khi đang đi dạo trong công viên, ông từng phản đối ai đó muốn đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Chẳng gì bằng ngôi nhà thân quen của mình và những người thân. Còn giờ đây, ông lại nghĩ, có tiền thì vào viện dưỡng lão vẫn hơn. Các chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cha mẹ luôn hết lòng vì con cái, nhưng khi họ đến tuổi xế chiều, lại rất khó nhận được sự sẻ chia bầu bạn từ các con. Do vậy, những người già thường nảy sinh cảm giác bị vứt bỏ, lãng quên khi ở xa con cái. Nhưng khi ở gần, cả hai hoặc ba thế hệ lại không dễ tìm được sự giao kết. Người già lại tự tủi thân. Trải qua nửa năm sống ở Hà Nội với gia đình con trai, bà Tâm tính chuyện sẽ về nhà. Thứ nhất là về nhà chật, đó là cái quan trọng. Thứ hai là ở riêng cũng có cái tiện là mình không ảnh hưởng đến bọn trẻ. Bà Tâm dự định sẽ nói lý do đó với gia đình con trai để về quê trước Tết Dương lịch năm nay. Bà đã chuẩn bị cho mình một khoản tiền để sau này khi không thể đi lại được nữa, trông cậy vào con cháu nhưng cũng đỡ một phần gánh nặng tài chính. Ông Hải vẫn thường đi bộ một mình ở công viên.
thi thoảng nhặt vỏ kem, vỏ kẹo để bỏ vào thùng. Ngày còn trẻ, ông bà vẫn thường dẫn con ra công viên chơi. Cái thời khó khăn, đến đây là một phần thưởng khi con được phiếu bé ngoan hay có thành tích nào đó. Giờ đây, chẳng có phần thưởng nào cả, mà ngày nào ông cũng đi bộ ở công viên, vừa luyện tập sức khỏe, vừa cho đỡ buồn. Chỉ mong con cái đối xử công bằng với bố mẹ. Ông Hải tâm sự trước khi ra cổng trả vé xe để trở về nhà. Thật ra, họ rất muốn nói với con cái, mong con có thể ở bên mình nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại không nói ra, vì họ thấy, cho dù nói ra rồi, nhiều khi con cái cũng khó có thể đáp ứng, bởi các con cũng như mình ngày trẻ, bận học, bận làm để phấn đấu sự nghiệp. Bà Tâm nói, vậy là họ giấu ở trong lòng. Bất cứ ai rồi cũng phải già, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà không ai thay đổi được. Tuy nhiên, khi về già, bạn sẽ nương tựa vào ai? Có một câu thế này, nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của cha mẹ. Bởi thế, đừng sống với con cái, hãy sống với người bạn đời của mình, thế là đủ rồi. Lúc về già, mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với vợ hay chồng. Nếu cứ thương con cái sống với chúng nó, thế nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Còn mình không có tiền mua nhà thì chấp nhận thuê. Nếu không đủ tiền thuê, mình sẽ nhờ con hỗ trợ, quyết không ở chung trai, gái, dâu rể gì cũng vậy hết. Một tuần đến thăm nhau một lần vào cuối ngày là được rồi. Lúc về già, mình sẽ tuyệt đối không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Cái đó không phải là mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì nhà nước đã cho nghỉ hưu là đã nghiên cứu kỹ rồi. Thời điểm đó, sức khỏe, trí tuệ đều xuống dốc, làm gì để tuổi trẻ nó làm thì giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc, đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao? Lúc về già, mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan, nghĩ rằng mình còn khỏe, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Phải biết tranh thủ thời gian làm những việc mình chưa làm. Tóm lại, lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Mong sẽ là như vậy. Đừng để khi về già phải tiếc nuối những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất. Câu chuyện thứ hai, khi về già, sống một mình thảnh thơi, tận hưởng thời gian cuối đời. Có hai cậu con trai như ông Vinh và bà Nga khiến nhiều người ngạc nhiên khi chẳng chịu ở chung với đứa nào. Mặc dù cả hai cậu con đều sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng cứ đến tuổi lấy vợ, cậu nào cũng bị ông bà đuổi khéo. Ngày xưa tôi cũng đi làm dâu, nên tôi hiểu những cái bất tiện của việc sống chung. Vì thế mà vợ chồng tôi bây giờ quan điểm đứa nào lấy vợ là cho ra ở riêng, bà Nga chia sẻ. Thậm chí, cách đây 3 năm, khi cậu thứ hai lấy vợ, chưa đủ tiền mua nhà riêng, còn xin ông bà cho ở chung với bố mẹ một thời gian. Nhưng bà giao hẹn, cho ở nhờ đúng 3 tháng, chưa mua được nhà thì đi tìm nhà cho thuê. Bà Nga bảo, không phải mình tính toán với con cháu, mà mình nghĩ cho chúng nó. Cách sinh hoạt, lối sống của hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Hồi nó chưa lấy vợ, vợ chồng tôi với nó đã sứt mẻ rồi. Giờ có thêm con dâu, sống chung, lâu ngày ít nhiều cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ, cậu con cả của ông bà mua nhà cách bố mẹ gần chục cây số để tiện đường đi làm. Còn cậu thứ hai mua căn chung cư ngay cạnh căn nhà của bố mẹ. Thỉnh thoảng cuối tuần, đại gia đình lại cùng nhau tụ tập, ăn uống ở nhà ông bà. Khi được hỏi liệu mấy năm nữa ông bà già yếu, không tự chăm sóc được bản thân thì có chuyển về ở cùng các con không? Bà Nga chia sẻ, vợ chồng tôi dự định sẽ bán căn nhà 4 tầng này đi, dùng một nửa số tiền đó mua một căn chung cư để đỡ phải leo trèo, nửa còn lại để dưỡng già, yếu quá thì thuê người chăm hoặc vào viện dưỡng lão, nhất định không phiền con cháu. Bà bảo, trường hợp như gia đình bà không còn là hiếm hoi. Trong tổ hưu trí chúng tôi cũng có nhiều gia đình giống như gia đình tôi. Kể cả về quê bây giờ cũng nhiều gia đình chỉ thấy còn ông bà già,
thanh niên ra thành phố làm việc hết cả. Quý vị à, quan niệm thường thấy trong xã hội Việt là tới mức tuổi nghỉ hưu chính là lúc tuổi già ập tới. Đã một đời lo cho con cái, đến tuổi này chúng ta cũng phải lo lắng dựng vợ gả chồng cho các con. Sau đó cũng là lúc chúng ta phải đối mặt với tuổi già, kèm theo vấn đề sống chung hay sống riêng với con cái. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng khi về già nên sống chung cùng con cái, nhưng quả thật sống cùng con cái sẽ khó mà thoải mái cho cuộc sống của hai bên. Bởi vậy, nên sống riêng là sự lựa chọn sáng suốt cho các bậc làm cha làm mẹ hiện nay. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều quan niệm cho rằng về già được sống cùng con cái là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng, nhịp sống hiện đại ngày nay buộc con người phải sống theo guồng quay. Cũng chính vì vậy mà sự chăm lo cho nhau trở nên hạn chế. Rất nhiều người cao tuổi lựa chọn sống cùng con cái để có thể giúp con chăm lo việc nhà hoặc chăm cháu. Thế nhưng, khi con cháu đi làm, đi học cả ngày, thì khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian buồn tẻ nhất. Rất nhiều gia đình cũng muốn gần cha mẹ để được chăm sóc, trò chuyện. Nhưng sự khác biệt về lối sống, lối suy nghĩ giữa các thế hệ trong gia đình cũng làm các câu chuyện trở nên mờ nhạt. Kết quả là, mặc dù sống trong ngôi nhà của mình, sống cùng con cái, nhưng người cao tuổi lại cảm thấy mình bị lãng quên, cảm thấy tự ái và vô cùng cô đơn. Chưa kể, các thành phố lớn như Hà Nội, diện tích không gian xanh bị thu hẹp. Việc tìm kiếm một không gian sống thoáng đãng để người cao tuổi vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao cũng là điều tương đối khó khăn. Do vậy, nhiều người già chỉ quanh quẩn trong nhà, ít có cơ hội giao tiếp bạn bè. Chính những điều này đã tạo nên sự cô đơn, kẻ thù đáng sợ nhất của người già, tác nhân gây nên những muộn phiền, những đe dọa của bệnh tật. Như vậy, nếu cứ sum vầy cùng con cháu, nhưng con cháu lại bận rộn mưu sinh, phải để cha mẹ một mình ở nhà, thì cả cha mẹ và con cái cũng không thể hạnh phúc, sự báo hiếu cũng thiếu phần trọn vẹn. Chưa kể, người già thường hay đau yếu, nếu không có chuyên môn và thời gian chăm sóc thì rất dễ xảy ra những chuyện không mong muốn. Để cha mẹ mình là những người già hạnh phúc, được sống khỏe, sống thọ, sống vui bên bạn bè, con cháu, thì hãy để cha mẹ sống trong một môi trường phù hợp, được làm những điều mình yêu thích. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật bất biến. Sự chăm sóc, quan tâm của con cháu, dù ở chung hay ở riêng, cũng thể hiện rõ trách nhiệm, sự hiếu thảo và lòng biết ơn với ông bà, cha mẹ. Ngày nay, khi tuổi thọ của con người ngày càng được cải thiện, càng thấy nhiều hơn những gia đình, con cái 60-70 tuổi, chăm sóc bố mẹ già 90-100 tuổi. Ngoài trách nhiệm, cần rất nhiều sự quan tâm và kính hiếu với cha mẹ già mới có thể vượt qua những vất vả. Cha mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi cha mẹ kể lể từng ngày. Người cao tuổi có cuộc sống tự lập nhưng phải quan tâm họ. Điều vô cùng quan trọng là yếu tố tinh thần, phải quý trọng lễ phép và quan tâm cuộc sống tinh thần. Họ không ăn được nhiều nhưng cần lời nói, cử chỉ, ánh mắt thân thiện. Điều thứ hai là cần sự hậu thuẫn chăm sóc. Mô hình hiện nay về chăm sóc người cao tuổi rất phong phú, đa dạng, phải phù hợp với từng điều kiện của từng bố mẹ. Bác sĩ Mai Xuân Phương cho biết, trong xã hội, từ xưa đến nay, gia đình vẫn luôn là thiết chế cơ bản nhất và gắn liền với đời sống của mỗi con người. Dù tâm lý khi về già có biến đổi phức tạp hay như cách chúng ta vẫn gọi là khó chịu, thì người cao tuổi vẫn là trụ cột về tinh thần cho tất cả con cháu trong nhà. Người cao tuổi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nếu sống trong sự thương yêu, chăm sóc và đặc biệt là thấu hiểu từ con cháu. Ở chiều ngược lại, khi coi trọng kết nối, lắng nghe người cao tuổi, con cháu sẽ nhận được rất nhiều, đó là bài học, là truyền thống chữ hiếu bao đời nay của người Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!